xin chào tất cả các bác. Hôm nay em xin gửi đến mọi người một cái clip để hướng dẫn cách sử dụng thẻ ATM tại cây ATM thế hệ mới. Nó có tính năng rút tiền và nộp tiền tại cây. Bước đầu tiên là ta cho thẻ vào. Sau đó mình chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt, tiếng Trung tùy. Sau đó nhập mật khẩu hoặc là cái mã số pin ấy. Rồi đây nó cũng có tất cả các mục chuyển khoản, nộp tiền, đổi pin, rồi thanh toán hóa đơn, rồi rút tiền. Mọi người giao dịch cái gì thì mọi người chọn cái mục đấy ạ. Rồi tiếp theo là em thực hiện một cái giao dịch đến hàng nộp tiền vào tài khoản. Sau khi em cho vào thì em sử dụng tiếng Việt và em đánh cái mã pin của em. Cái mã pin là cái mã bảo mật ấy. Sau đó em chọn mục lục tiền. Đây là lục tiền đó các bác nhé. Rút tiền nó cũng thế. Rồi sau đó chờ một chút, khay mở ra. Chúng ta cố gắng làm sao để tiền nó vuông. Rồi sau đó ta cho tiền vào cái khay. Chờ một chút, tiền nó sẽ kiểm kê và nó sẽ báo cho chúng ta. Nếu mà tiền bị lỗi cong gập hoặc rách là nó sẽ báo luôn. Nó sẽ mất tầm mấy chục giây gì đó. Đó, đây là nó đang nói là tiền nó đang được xử lý. Nó sẽ hiển thị hết lên màn hình. Và trong cái tệp tiền em vừa cho vào nó sẽ có một số tờ nó có vấn đề gì đây. Một là nhàu, đúng luôn, nó bị gấp khóc, đâm ra là nó sẽ không nhận. Rồi nó sẽ nhạc, sau đó mình có thể lộp thêm hoặc là mình xác nhận mình chỉ chuyển số đó. Mình cần thì mình sẽ in biên lai, mình không cần thì mình sẽ không cần in biên lai. Em biết gì thì em chia sẻ đấy. Rất mong mọi người sẽ sử dụng thành thạo với cái tính năng mới của cây ATM này. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người đã ở những video tiếp theo. Em xin chào mọi người ạ.